Hello bố già, hello thưa quan. Thì mới vừa coi thằng Long Thủy thì mày đưa lên tao cũng thấy tức cười, mà rõ ràng là thằng này là đủ ăn cắp ý tưởng tao, đủ là phải thưa nó mới được, đủ quá, phải nó gọi là cái gì ta, vi phạm bản quyền phải không? Bản quyền, vi phạm Bản bản quyền quyền, đúng không? vi phạm bản quyền, mày là chết mẹ mày. Đúng tao rồi. tao tao thẳng tao hôm trước tao nói rồi, cho tao tao làm, nhưng mà nhớ cái câu của tao nói không? Tao nói là rồi phải về xin chủ tịch nước là cho tao làm tao thế, rồi mà ông cái gì bộ trưởng Tô Lâm phải không, tao sẽ lôi đầu này về ngồi, tao lôi đầu này về, rồi má hỏi về làm cái gì, rồi mà thì ngồi gần kế tao chứ làm gì, rồi má hai đứa mình truy quét thì nói thì tụi bay nói hết rồi, thì bây giờ tao đã cho tao biết là cũng một cái clip của luật sư Trịnh Quốc Thiên thì cho tụi bay biết là hiện giờ là Việt Nam mình đang tấn công thằng Mỹ rồi mà đây nè. Thì ở đây nó có một cái clip của Bộ Trưởng Quốc Thiên, nói là toan xe tăng VinFast tràn tới cửa ngõ Lý Đô Sài Gòn, bây giờ thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, rồi mà chủ tịch cộng đồng thì tính sao đây. Được, anh vui không, ca khịa khè. mà chứ cũng vui, cho nên đây nè, đây ta kể đây, nghe rõ không con? Dạ nghe rõ. Rồi ok, nghe thôi, tao bắt công cái hình tao bỏ được cái trên chỗ trang nhà tao rồi. Thì nói chung là nãy giờ đúng là thằng Long từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì xin thưa, hôm nay là một tin tức hết sức chấn động lại chấn động ngay nữa tại California thưa quý vị, và xin báo cáo với quý vị là chiếc xe tăng khủng VinFast đã xuất hiện tại cửa ngõ của Lido Sài Gòn thưa quý vị. Chết mẹ rồi, xe tăng khủng quá vậy, hết sức chấn động và báo động. Thấy là đây là cửa ngõ của thành phố ở Lido Sài Gòn, và trên màn hình quý vị thấy là một cái tấm banner quảng cáo cực kỳ lớn dăng ngang cái con đường lộ của thành phố Westminster thưa quý vị. Có thể nói đây là một cái tấm quảng cáo cực kỳ hoành tráng, cực kỳ lớn của chiếc xe tăng khủng VinFast với cái khẩu hiệu Join the Charge của VinFast thưa quý vị. Thì có thể nói là công ty VinFast hiện nay đang xâm nhập sâu vào thị trường Mỹ và đã bắt đầu quảng cáo trên các xa lộ các. Rồi được rồi, nói sơ sơ cho khỏi này cũng hơi dài. Có nghĩa là ở Lý Đô Sài Gòn là thủ phủ của người Việt. Dạ. Này các ông biết rồi phải không? Mà bây giờ dạ, cái xe tăng nó chạy tới đó rồi, rồi nó đậu đó, giống như chạy chứng kiến cái cảnh đầu ba cái xe tăng mà nó vô Dinh Độc Lập đó, ngày xưa vậy đó, y chang đó, rồi và thành ra tao tức cười quá. Với lại thì nói chung thì bữa nay thì những cái vấn đề đó Xuân rồi tất cả mọi người rồi sau cùng là thằng Tuấn Thủy đã nói hết ý của tao rồi, có nghĩa là từ xưa giờ thì cái lập trường quan điểm của bố với con thì nó cũng giống vậy thôi, nhưng có điều đôi lúc nào đó thì mình cảm thấy là mình nói chưa có đủ, nhưng mà hồi nãy thằng Tuấn Thủy nói hết mẹ rồi, bởi vì ta không phải là người trong nước, thằng Long Thủy Tuấn Thủy thì đó nó vì đó là ta không có đánh giá được cái vấn đề nào là siêu xe của mình nhựa, mình ta có biết nào lần nào đâu, ta không có biết, có cái tư liệu gì nói, nhưng mà rõ ràng khi ta về nước ta chơi mấy tháng thì ta rõ ràng là Việt Nam mình đang là phát triển một cách rất là thần tốc nó thẳng là vậy, nhưng mà ta không biết nói sao bởi vì ta không quen với mấy cha đó, ta không ở trong nước, ta không hiểu được doanh nghiệp này doanh nghiệp kia. Thì chúng Long Thủy cảm ơn đó, nó nói ra những cái một cái minh chứng cụ thể, nó hẳn là minh chứng cụ thể ha, đúng vậy chứ còn mình nói thì mình nói chung chung thôi, thằng này nói chi tiết hơn thì cảm ơn nó rất là nhiều. Tao chỉ lo mặt với bên này thôi, bên nước ngoài thì tao theo dõi và tao cũng cung cấp cho tụi bay những cái tin vậy, chẳng hạn thì tao ở nước Mỹ, ông luật sư Trịnh Quốc Thiên ở nước Mỹ, nhưng mà cái ông luật sư này là ông ở kế bên ngay cái chỗ cộng đồng người Việt, chẳng hạn như anh Peter Phượng của em. Còn tao á, ta ở phía Bắc nó lạnh lẽo, mà chỗ này chẳng ai ở nên nó thẳng này lạnh lẽo lắm, cho vì đó là thiếu người Việt, không cái cộng đồng người Việt mình ít đòi lắm, ở đây khoảng mấy ngàn người thôi, nhưng mà nó trải dài cả một cái tiểu bang, mày biết không, rõ ràng
nó rất ư là lạnh lẽo, cho nên vì chúng ta thành ra người Việt ở đây nó rất là ít, cho nên là vì đâu những cái tin tức về cộng đồng người ta không rành, nó hẳn là vậy ở bên cái chỗ của tao á. Anh Phượng anh Quang biết rồi, còn ngoài ra tại vì người Việt mình không thích lạnh, cho nên là vì đó là chạy về những cái miền ấm để mà sống, cho nên là vì chỗ đó là ở cái lý do Sài Gòn, ở miền Nam, miền Bắc California, như con gái ta không ở bên đó ở rồi thì tôi nói mày nghe, ở nơi miền ấm cho nên là người Việt rất thích đó, thì đó. Còn riêng của chỗ của tao thì nó điều hưu ở đây là không có người Việt, chỉ toàn là có Mỹ không à, chứ lại mấy chủng tộc khác nói vậy. Thì sau chuỗi lại những cái sự kiện từ xưa tới bây giờ, nó chỉ lợi dụng bất gì bất cứ một cái cơ sở gì đó mà nó có mấp mà bắp máy, mà ví dụ như ở trong nước mình, ví dụ như quan này quan kia đi ăn hay là tiệc tùng đãi khách hoặc là chiêu đãi, thường nói chung là nãy giờ Tương Thiện đã nói hết trơn rồi, tại Long Thủy nói hết trơn rồi, tao không cần gì lúc Long Thủy TV gì đó, Long Thủy tao cũng rành lắm, nhưng có cái điều chú Thủy chú Thủy TV à, chú Thủy TV nói hết rồi, có nghĩa là tôi cũng giống như tao nói vậy, cái miếng thịt bò nó đâu có là cái gì đâu, nó không là cái mẹ trên trời, nhưng mà bởi vậy một cái sự kiện rất là nhỏ nhoi, nhưng mà khi cái đám quỷ quái này kia bằng các truyền thông thổ tả bên này nó đưa lên, bắt đầu nó xỉ nó sói, bây giờ tao không nói trước một lần miếng ăn là miếng tồi tàn, mà bây giờ nó khổ cái nó không có kiếm chuyện con mẹ gì được hết trơn, không có thứ kiếm gì kiếm chi được, không có vấn đề kinh tế nó không kiếm chuyện được, xã hội nó không kiếm chuyện, nó tất tật tận luôn, bây giờ đem cái miếng ăn ra, đem cái miếng ăn ra nó rồi nó bươi móc ra, nó thực chất cái miếng ăn đó. Ta nói chứ cha phượng cho cái đó mình nói con mẹ gì, có nghĩa là chúng ta người dân mà chúng ta cảm thấy là cái chuyện nó cũng không đáng nói nữa, huống chi nữa. Nhưng mà nó khổ nổi là nó cứ đem lên, nó bơm vô rồi lấy bít tông rồi lấy ông bơm lên có nghĩa là nó cố tình nó bơm cho nó bự lên. Dân dùng nước bây giờ người ta đi nhậu lâu lâu người ta thích là mua mấy chai rượu mà có vàng cám ở trọng không, ta uống hoài vậy, chuyện nhỏ nhưng mà bán lại không phải. Cái đó nó không có bổ dưỡng gì cả, ngày hôm qua trên cái live Phượng Tâm đó nói rồi, bởi vì kim loại nó không hòa tan trong máu của người, thành ra vì chỗ đó nó vô vọng vô vị và nó không có gì bổ ích cả. Thà uống rượu đó, rượu tôi lên ngàn tôi uống cái rượu sâm mà sâm đất sâm gì sâm gì linh chi còn sướng hơn, rượu nó còn vô máu, rượu nó còn cái đó nó không có vô máu được, nó khổ vậy. Cho nên vì chỗ đó ra là để mà, nhưng mà mình phải nói cái điều này, người ta tiếp đãi mình là khách, họ là chủ nhà, người ta tiếp đãi bằng một cách trọng thị, đó là một cái sự nói một cách gì là, có nghĩa là cái giai tầng của xã hội ở bên nước Mỹ rồi, tôi nói bắt đầu tôi nói mày rồi, sự phân chia giàu nghèo rất là rõ rệt, và những thằng khố rách áo ôm thì không bao giờ bước lên được những cái chỗ mà được giàu sang của tụi nó, mà khi nó đã tiếp mình bằng một cái chất liệu là bằng vàng thì nó đã quý mình quá rồi, có nghĩa là mình đã nói trọng thị mình rồi. Cái điều đó nó nói lên cái hết tất cả, cái đó chỉ là miếng ăn bình thường. Tao nói từ lâu à, chưa chắc gì tôi lâm ăn miếng thịt đó mà ngon bằng cái dĩa mắm tôm cà pháo. Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn đưa lên, nó buồn cười chỗ đó đó, rất là buồn cười. Chào Kiên Giang, rất lười có nó ngon ghê. Thôi ok, bố sắp sửa đi làm rồi, bố giúp vui con chút rồi thôi chứ rồi. Dạ. Long Thủy, Tuấn Thủy, TV đã nói hết rồi, rõ ràng nó nói chính xác và đi vào trọng tâm và nói thẳng vô mặt luôn. Thằng tao phát nè nha, mai mốt tao lên chức vụ trưởng công an là tao kêu nó ngồi kế, đồ quá. Đúng không? Khổ vậy. Rồi ok con. Rồi. Dạ, cảm ơn chú ạ.